Thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, quân đội sẽ cử 80 quân nhân tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là nội dung triển khai tại cuộc họp sáng nay với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Công binh khẩn trương tổ chức lực lượng và phương tiện lên đường thực hiện nhiệm vụ. Dự kiến, lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỳ gồm đội cứu sập, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, đội quân y, tổng quân số dự kiến 80 cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng dự kiến hỗ trợ giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ 10 tấn lương thực. Nhiều trang thiết bị hiện đại cũng sẽ được huy động như bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh tách, kê kích, khoan cắt bê tông, trang thiết bị hồi sức cấp cứu, thuốc men, nhà bạt dã chiến. Quân tư trang cho lực lượng trong thời tiết lạnh từ âm 5 đến âm 10 độ C, cùng lực lượng chó nghiệp vụ của trường trung cấp 24, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc cử lực lượng phương tiện giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thiên tai là hết sức cần thiết để khẳng định vị thế, trách nhiệm của chính phủ Việt Nam trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa đối với cộng đồng quốc tế. Nhiều đồng chí đã có kinh nghiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong môi trường quốc tế. Cục Cứu hộ cứu nạn chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức lực lượng phương tiện đi giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng quy chế đối ngoại của nhà nước và Bộ Quốc phòng. Kịp thời phản ánh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. Chuẩn bị các thủ tục, chế độ chính sách cho đoàn công tác theo quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng. Giao Tổng cục Hậu cần chủ trì với các cơ quan đơn vị liên quan trong và ngoài quân đội bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm hiệu quả thiết thực. Giao các cơ quan đơn vị kiểm tra, rà soát, tuyển chọn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo đúng chỉ thị của Bộ Quốc phòng. Quản lý chặt chẽ quân số, tình hình tư tưởng, chấp hành nghiêm quy chế đối ngoại của nhà nước và Bộ Quốc phòng. Và với tinh thần khẩn trương sang cứu trợ thảm họa, giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, ngay trong sáng nay, lãnh đạo binh chủng công binh đã gặp mặt giao nhiệm vụ cho lực lượng của binh chủng tham gia cứu hộ cứu nạn. Binh chủng công binh sẽ cử một đội cứu sập gồm 30 đồng chí thuộc biên chế đội công binh cứu sập ASEAN sang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nhiệm vụ. Đây đều là những quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn vững, sức khỏe tốt. Nhiều đồng chí được đào tạo tiếng Anh để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, đã từng tham gia nhiều nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong nước và quốc tế. Hiện nay thì binh chủng chúng tôi có 2 đội cứu sập ASEAN, quân số mỗi đội là 30 đồng chí, và chúng tôi đã chỉ đạo là 2 đội sẽ chuẩn bị đồng thời để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Hiện nay thì chúng tôi đang chuẩn bị đội cứu sập ASEAN của tiểu đoàn 93 với quân số là 30 đồng chí. Các cái trang bị đợt này chúng tôi mang theo để hết sức gọn nhẹ để phục vụ cho cái công tác cứu hộ đạt được hiệu quả. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào các cái trang bị dò tìm, trang bị soi chiếu và các cái trang bị cứu hộ. Cùng với đó là những cái trang bị kê kích, banh tách để có thể hỗ trợ và cứu hộ các nạn nhân. Với những cái trang bị này thì việc sử dụng của lực lượng chúng tôi là rất là thành thục và đã được huấn luyện qua nhiều năm. Nhiệm vụ của lực lượng của chúng tôi sang ấy thì chúng tôi sẽ thực hiện dò tìm, phát hiện và vận chuyển các nạn nhân ở các khu vực đổ nát hoặc các khu vực mà chúng tôi được phân công. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chúng tôi đã được đi thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng ở trong nước và ngoài nước. Thì với đứng trước nhiệm vụ sắp tới, chúng tôi đã luôn luôn sẵn sàng và chuẩn bị tâm lý cũng như là tư tưởng, cũng như là về trình độ, cũng như trang bị sẵn sàng lên đường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua cái thông tin đại chúng thì chúng tôi cũng đã thấy là cái mức độ thiệt hại của cái trận động đất vừa rồi thì nó đã gây ra cái thiệt hại rất là lớn cho hai đất nước là đất nước Syria và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cùng với các nước trên quốc tế cũng như là ở Việt Nam thì đối với lực lượng công binh đội cứu hộ cứu nạn của tiểu đoàn 93 thì chúng tôi cũng là luôn mong muốn được là góp một chút công sức của quân đội ở Việt Nam để mong muốn là giúp đỡ nước bạn
để khắc phục cái hậu quả của cái trận động đất. Cùng với đội cứu sập của binh chủng công binh sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn lần này, thì quân đội nhân dân Việt Nam sẽ cử một đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn và một đội quân y sẽ sang thực hiện nhiệm vụ. Và vào chiều nay thì Cục Quân y Tổng cục Hậu cần sẽ có công tác rà soát công tác chuẩn bị về thuốc men, trang thiết bị hóa chất cũng như nhân lực để tham gia vào nhiệm vụ quan trọng này.